Đầu lớp nữ 12 giờ xin gửi đến quý nhà phân phối, các shop và hàng triệu khách hàng trên toàn quốc video giới thiệu mẫu áo E425 hot nhất hiện nay. Và không phải ngẫu nhiên, những chiếc áo lót có rộng lại được chị em phụ nữ yêu thích đến vậy. Mã áo E425, mút mỏng, có rộng, nâng ngực, phù hợp với những cô nàng có vòng ngực lớn, chảy xệ. Với mức giá 269.000, thành phần 70% cô tông, 15% polyester, 15% spender. Áo mút mỏng tạo cảm giác thoải mái cho người mặc, đệm cô tông cao cấp, thấm hút mồ hôi, giúp da luôn được thở và khô thoáng. Chất vải cực tốt, co giãn, đàn hồi cao, mịn màng đến từng làn da. Được thiết kế và cắt may theo tiêu chuẩn và số đo của người phụ nữ Việt Nam. Ren tinh tế, không gây kích ứng da, phù hợp với mọi làn da nhạy cảm. Áo có thiết kế 3 móc, phần dây bản lớn, mềm mại, ôm trọn bầu ngực. Phù hợp với những cô nàng có vòng một vừa, lớn và chảy xệ. Có size 36, 38, 40 và 42. Gồm nhiều gam màu, cho bạn thao hồ lựa chọn. Và tại sao lại nên chọn đồ lót 12 giờ? Đồ lót nữ 12 giờ là sản phẩm đồ lót nữ được sản xuất theo tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, chất liệu thoáng mát, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế cho người mặc. Giá cả phù hợp với người tiêu dùng. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những hàng hóa có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phục vụ theo đúng tất cả những gì mà bạn đang mong đợi. Các loại sản phẩm đều được sản xuất với chất liệu 100% cô tông, thấm hút mồ hôi, độ co giãn, đàn hồi cao, đường may sắc sảo, tạo sự tinh tế cho sản phẩm và thoải mái cho người sử dụng. Nếu nhận được sản phẩm mà không đúng màu hoặc sai mẫu, bạn có thể gửi về lại địa chỉ cho shop, shop sẽ hỗ trợ đổi hàng khi lỗi do nhà sản xuất. Cam kết từ shop: thứ nhất, được xem hàng trước khi nhận; thứ hai, đổi trả miễn phí nếu sản phẩm lỗi; thứ ba, có thể giặt bằng máy giặt không lo bị mốt méo; thứ tư, sản phẩm giống với hình 100%, và nếu sản phẩm khác hình ảnh thì bạn có quyền từ chối không nhận hàng. 12 giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.